bắt đầu hôm qua mẹ tao ngồi tao giặt nổ con mẹ tay chi con đi đâu rồi hôm hôm tao cọ ấy mày tao ngồi cọ 3 tiếng ấy mày đi học hay là lại đi vẽ hả con đi học ạ con đang giở đi sau lưng nhớ không ạ đưa mẹ xem nào không ạ